Tí Phụng xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài VNTV 55.2 trong chương trình Làm đẹp với đời. Xin chào bác sĩ Du Bang, xin bác sĩ chào với quý vị khán giả. Chào Tiểu Phụng và xin chúng tôi rất vui được trở lại với chương trình Đẹp với đời và xin chào toàn thể quý vị. Kính thưa bác sĩ, trước đây là cháu với bác sĩ làm những cái làm đẹp với đời giống như là da mặt rồi làm ngực. Thì thưa bác sĩ, nếu mà như cái đó không là cũng không đúng nữa. Những người mà mập quá như thế nào, cho nên hôm nay con thắc mắc để thay mặt chị em bạn gái đến đây hỏi bác sĩ, có cách nào mà mập quá làm cho thon gọn lại được không bác sĩ? Vâng, thưa quý vị, người ta cho nước Mỹ là một nước có nhiều người mập phì trên thế giới, và người ta đã dùng những biện pháp để giảm bớt sự mập phì, chẳng hạn như là người ta ăn bớt những cái snack, như là cái snack food, tức là fast food, và đồng thời giảm bớt cái sự tiêu dùng soda. Tuy nhiên, cái chuyện mập phì, nếu chúng ta dùng một những phương pháp mà về ăn uống thì cũng không đủ để có thể giải quyết được vấn đề này, và người ta phải dùng những phương pháp khác. Như Tiểu Phụng đã biết rằng nước Mỹ là một cái nước mà có nhiều người mập phì trên toàn thế giới. Người ta đã dùng những biện pháp về ăn uống để cắt bớt những cái bệnh mập phì, như là người ta cắt bớt cái fast food, tức là cái loại ăn mà như là McDonald's chẳng hạn, và đồng thời người ta cũng hạn chế cái sử dụng soda ở trong các trường học. Tuy nhiên, mập phì vẫn còn tới tất cả mọi người nước Mỹ. Thì người ta hỏi rằng có phương pháp gì có thể làm bớt mập phì không? Thì thưa quý vị, thì thường thường đến giờ phút này thì người ta dùng phương pháp gọi là hút mỡ. Hút mỡ có thể lấy được từ 1 cho đến 4 lít mỡ. Tuy nhiên không có phải làm để giảm cân, nhưng mà làm bớt cái mập phì. Thế như Tiểu Phụng có hỏi rằng cái này có nguy hiểm không? Thì cũng thế nào? Thì cháu cũng muốn hỏi đến bác là hút mỡ có nguy hiểm không bác? Thưa, cái hút mỡ là một cái phẫu thuật tương đối là an toàn. Và cái thời gian mà hút mỡ thì sau khi hút mỡ thì có thể bình thường trong một thời gian rất là ngắn, có thể là một vài ngày thì có thể đi lại như thường được. Thưa bác sĩ, hút mỡ có nguy hiểm không bác sĩ? Hút mỡ là một cái phẫu thuật tương đối an toàn hơn là những dịch vụ khác, là vì chúng ta chỉ có lấy cái lớp mỡ mà chúng ta không đi vào những cái bộ phận nội tạng của bệnh nhân. Theo như con biết á, thì có các chị em phụ nữ á, bạn của con á, thì cũng thường hút mỡ, nhưng mà không biết tại sao á, hút mỡ xong rồi khoảng chừng một tháng sau họ lại lên trở lại, thậm chí còn mập hơn cái lúc người ta hút mỡ bác sĩ. Vâng, như thế chúng ta phải đặt câu hỏi rằng những người đó sau khi hút mỡ có theo một cái chế độ ăn uống kỹ lưỡng không, hay là người ta có tập thể thao không. Tiểu Phụng có biết rằng những cái minh tinh mằn bạc sau khi sinh đẻ đó, thì một trong vòng một tháng người ta lấy lại được cái thân hình của họ trước khi sinh đẻ. Vì thế người ta họ theo một cái chế độ ăn uống rất là khắc khe, cũng như là tập thể thao rất là mạnh, để chúng ta có thể lấy lại cái thân hình của chúng ta sau khi sinh đẻ một tháng rồi. Có nghĩa là theo như bác sĩ là ngoài cái việc hút mỡ ra thì mình phải kiêng ăn và thể thao, chứ không thể nào mà hút mỡ xong rồi thèm quá ăn tiếp tục lại mập lại trở lại, phải không bác sĩ? Vâng, thưa quý vị, muốn giữ được cái kết quả của hút mỡ thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống rất là khắt khe, không bao nhiêu calorie là chúng ta phải ăn trong cái mức calorie mà được cho dùng, và đồng thời chúng ta phải tập thể thao hàng ngày. Chứ không thể nào mà chúng ta sau khi hút mỡ mà chúng ta ăn uống bừa bãi hoặc là không tập thể thao thì chúng ta sẽ bị lại cái bệnh đó. Thì con cũng thay mặt cho các chị em phụ nữ đến đây để tư vấn với bác sĩ về việc hút mỡ. Cho nên là bác sĩ cho con hỏi thăm coi như là mình hút mỡ có phân biệt ra tuổi tác, hay là mập quá là tuổi nào cũng phải đi hút mỡ được, hay như thế nào bác sĩ? Con thật sự con không biết. Vâng, thưa, cái hút mỡ không có để ý đến vấn đề tuổi tác. Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt, hút mỡ không phải là để làm giảm cân.
Chúng ta chỉ lấy một phần nào mỡ của cơ thể mà thôi. Thường thường người ta lấy từ 1 cho đến 3-4 kg của mỡ mà thôi. Không phải đây là một cái chương trình giảm cân. Rồi sau khi hút mỡ thì một cái thời gian là bao nhiêu để tụi con đi làm lại được bác sĩ? Vâng, đây là một cái phẫu thuật tương đối an toàn. Thành sau khi mà hút mỡ thì người ta thường băng cho bệnh nhân một cái loại băng nó chặt để có thể người ta trong vòng ít nhất trong vòng 3 ngày cho đến 1 tuần lễ, mà sau đó thì sau khi một xong tuần lễ thì có thể là trở lại như là cái tình trạng trước khi mà hút mỡ. Vậy là tốt quá. Có nghĩa là sau cái thời gian mà hút mỡ xong thì 2-3 ngày vẫn đi làm được hả bác sĩ ha? Vâng. Thường thường đi lại thì hơi khó khăn là vì người bị băng cho nó chặt lại. Quấn lại hả bác sĩ? Quấn lại. Thì có lẽ là cũng phải đi nghỉ một thời gian, cho là 1 tuần lễ mới đi làm. Một tuần lễ. Thì sau 1 tuần lễ đó là coi như là tướng tá đẹp trở lại, là vui vẻ, là tự hào để đi làm bác sĩ hả? Vâng. Cũng xin nhắc lại rằng ngày nay ngoài cái hút mỡ theo cách cổ điển thì người ta có dùng laser để chúng ta có thể hút mỡ một cách tỉ mỉ hơn, là chúng ta như là một cái nhà điêu khắc có thể lấy được những chỗ mỡ mà những cái hút mỡ cổ điển không có thể lấy được. Chúng ta có thể điêu khắc theo một cái, chúng ta lấy mỡ ở những cái chỗ mà nó khó lấy, mà như người đàn bà thường thường là cánh tay chẳng đúng hạn, đó, hay là nách chẳng hạn, là cái nơi mà lấy rất khó, thì ngày nay với những cái laser chúng ta có thể làm tan mỡ ở những cái chỗ đó mà trước đây rất là khó khăn để chúng ta có thể lấy mỡ được. Dạ. Còn có một câu hỏi này với bác sĩ, nhưng mà chắc chắn là chị em phụ nữ của con người nào cũng hỏi câu này. Thường thường á, chị em của tụi con á, sao cái cánh tay đó bác sĩ lúc nào nó cũng to hết, cho nên khi mà tụi con mặc áo sát nách á, tụi con không có tự tin cho lắm. Rồi nếu mà cánh tay nó to như vậy thì mình chỉ cần hút một cái hai cái cánh tay này không, hay là phải toàn thân hay như thế nào bác sĩ hả? Vâng, tất nhiên là chúng ta có thể hút mỡ từng phần một. Cái chỗ nào chúng ta cần hút mỡ chỗ nào thì chúng ta hút mỡ chỗ đó. Vâng, ngày nay với sự tiến triển của khoa học, chúng ta có thể dùng laser để hút mỡ một cách rất là tinh vi. Lấy mỡ ở những nơi mà khó mà chúng ta có thể lấy mỡ được hơn là ngày xưa. Vâng. Giống như là mình bị cái chỗ nào mình không hài lòng thì mình đến bác sĩ thì để làm đẹp chỗ đó thôi, chứ không cần nguyên cái body của mình, phải không bác sĩ? Vâng. Tất nhiên là chúng ta muốn lấy mỡ chỗ nào thì chúng ta làm chỗ đó mà thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thì thay mặt với chị em phụ nữ của con á, thì đến đây hỏi bác sĩ được vài câu như vậy rất là thích thú. Có nhiều chị thì hai cái tay bự quá mà cái thân người thì đẹp quá, người ta cũng không biết như thế nào. Và người nhiều người thì cái chân to quá, nhưng mà hôm nay con gặp bác sĩ thì con cũng biết được một phần. Nếu mà giống như tụi con bị xấu chỗ nào thì làm chỗ đó, chứ không có đến đổi mà phải nguyên cái body của mình, bác sĩ ha? Vâng, đúng thế. Ngày nay với sự tiến triển của khoa học, nhất là về y khoa, thì chúng ta có thể làm được nhiều hơn là những cái gì chúng ta làm trước đây nhiều lắm. Và chúng ta có thể với cái khoa mà hút mỡ có thể giúp bạn gái có một cái thân hình rất là quyến rũ, phải không? Dạ, tự tin. Cảm ơn bác sĩ. Con rất là hân hạnh ngồi để tiếp chuyện với bác sĩ. Có những cái thắc mắc của con mà được bác sĩ giải đáp như vậy, không riêng con đâu, tất cả chị em phụ nữ con người nào cũng vậy hết. Cho nên là cảm ơn bác sĩ đã nhờ bỏ đi một chút thời gian đến đây để cho con được tiếp chuyện với bác sĩ. Sau khi tiếp chuyện với bác sĩ thì con cảm thấy như là con tự hào, và con lúc nào con cũng nghĩ là không có phụ nữ nào là xấu hết. Nếu mà mình xấu chỗ nào cứ lại tìm bác sĩ. Vâng. Thưa quý vị, như quý vị biết, Tiểu Phụng là đến từ Cali. Cali là một cái nơi mà gọi là nắng ấm đó. Thường thường người ta ra tắm biển nhiều. Mà khi ra tắm biển thì chúng ta cần phải có một cái thân hình đẹp, có phải không? Thì cái vấn đề mà hút mỡ bằng phương pháp cổ điển hay là bằng laser là vấn đề nên làm để chúng ta có thể ra tắm biển với bộ bikini, có phải không? Dạ, tôi đúng. Không phải riêng con đâu bác sĩ, mà tất cả chị em phụ nữ con, người nào cũng vậy hết á. Cho nên là những câu hỏi của bác sĩ cũng đầy đủ đối với con. Nhưng mà chị em phụ nữ, nếu mà còn thiếu
Phụng hỏi bác sĩ thiếu một cái chỗ nào đó thì cứ gửi thư vào đài VEN TV 55.2, thắc mắc những gì cứ gọi ngay bác sĩ. Dạ, kính thưa bác sĩ, trước khi dứt lời, bác sĩ có thể nào cho con xin được số điện thoại, rồi liên lạc với bác sĩ như thế nào, để khi mấy chị cần á, thì mấy chị sẽ liên lạc thẳng với bác sĩ. Vâng, cảm ơn chị Phụng. Thưa quý vị có thắc mắc hay là muốn hỏi thêm chi tiết gì, xin gọi vào đài số 713-591-9397, 713-591-9397. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay.